ga rất là sâu nha, thì anh em có thể tham khảo ha. Cấu hình này là bền mạnh nha anh em ha. Đây, cho anh em nghe. Chào anh em đến với độ xe biển công. Mình đang tiến hành làm cái máy chiếc rim tứ quý năm nha. Đó anh em ha. Làm chín đầu làm chín đuôi luôn. Tứ quý năm luôn ha. Quá đẹp cho anh em luôn. Thì cái xe này đang bị tình trạng thế nào? Thì cái xe này chủ xe đã lên năm tư và làm rất 2-3 lần rồi ha. Đó thì xe này chủ xe thay nội mới, thay gen mới nè, làm năm tư nè. Làm 2-3 lần nhưng mà chạy không được nha. Thì nay qua độ xe Việt Nam mình tiến hành làm lại chủ xe. Thì cấu hình mình làm đúng bài 54 để chủ xe chạy cho cái máy được êm bền và mạnh nha. Đó thì anh em thấy cái nồi thay mới nè, gen thay mới nhưng mà chạy không có được ha. Đó thì chủ xe tâm sự là chủ làm xong rồi dùng xe ở nhà 2-3 tháng mà chạy không được nha. Thì hôm nay mình đang tiến hành rã ra để mình quay lại cho anh em tham khảo cấu hình trước khi làm như thế nào và sau khi làm mình làm như thế nào để chủ xe chạy được êm mạnh bền ha. Rồi đồ thì mình đã ra rồi, sau khi đó thì mình sẽ quay lại cho anh em trong lúc ráp nha. Rồi chào anh em. Rồi xin chào anh em đến với độ xe biển công. Đã hoàn xong cái cục máy của chiếc rim tứ quý năm nha. Năm chín đầu năm chín đuôi ha. Biển số quá đẹp cho anh em ha. Thì cái máy này là chủ xe đã làm đi 2 lần rồi mà không có được ưng ý ha. Thì nay qua độ xe Việt Nam mình làm lại full cấu hình là 54 gen zin bài bền mạnh cho chủ xe. Thì chủ xe này là mình nói với anh em là không có tiếc tiền ha. Chỉ khi nào làm đạt được cái vừa ý của mình thì mới là nhận xe nha. Đó thì qua bên độ xe Việt Nam mình chỉ làm một lần duy nhất thôi. Mình đã làm lại cấu hình đúng rin 54 chủ xe để chủ xe chạy cho bền ha. Thì chủ xe yêu cầu là đi full cái bộ đồ chơi 54 luôn. Đó thì mình đã fix những lỗi cho chủ xe là buri là gỡ không được nè. Bị kẹt đồ chơi chủ xe thì mình đã làm lại chủ xe là buri là ý chủ xe luôn. Đi luôn cái bình 125 chủ xe ha. Đó, chủ xe không thích đi bình lớn nha. Bình ông Mai này kia chủ xe thích chơi, chủ xe xích chơi giống như bình zin thôi. Đó, đáp ứng cấu hình là như rin chủ xe nhưng mà bền mạnh ha. Thì không thích là chủ xe không thích là gặp công an ngoài đường để khó xử ha. Đó thì đi rin lại thôi. Tôi là đi rin kiển ha. Sẵn đây mình cho anh em nghe tiếng máy ha. Máy thì mình làm thì cấu hình là zin độ thì như nhau, êm bền. Nói chung là êm ru cho chủ xe, không khác gì xe zin. Đó, sạch sẽ ha. Máy móc là êm ru sạch sẽ chủ xe. À, không khác gì những chiếc xe anh em mới mua hết. Đó, nói chung là biển số tứ quý là xe này là biết là chịu chơi rồi anh em ha. Rồi, sẵn đây mình sẽ lên ga cho anh em nghe cái lực máy để cho anh em tham khảo ha. Máy thì nổ bao êm, lực máy bao đầm cho anh em. Kéo cái lực ga rất là sâu nha, thì anh em có thể tham khảo ha. Cấu hình này là bền mạnh nha anh em ha. Đây, cho anh em nghe. Ga rất là ngọt cho anh em nha. Thì cái xe này thì chủ xe sẽ về rô đai thêm để cho nó ngọt ngào xe, nó nhuyễn xe luôn. Rồi một tuần sau qua bên độ xe Việt Nam mình sẽ canh chỉnh lại chủ xe nữa. Rồi cái xe này xong xuôi là mình sẽ giao xe luôn nha anh em ha. Đợi chủ xe chạy cho nó nhuyễn nhão xe ra rồi mình sẽ canh lại lần nữa cho anh em. Rồi anh em mà muốn làm máy rim, làm zin, làm độ lên 54 hoặc 58, 62 thì có thể qua bên độ xe Việt Nam đây, mình có thể tiến hành làm cho anh em. Cấu hình là bao bền mạnh cho em. Sẵn đây cho anh em nghe tiếng máy lần nữa rồi mình chào anh em nha. Cấu hình là hậu và bao đâm cho anh em luôn. Đó, ra hậu là bao ré cho anh em ha. Rồi, mình xin chào anh em.